Tối qua 15 tháng 11, Trường Đại học Thành Đông tổ chức đêm nhạc hội kỷ niệm 15 năm thành lập trường với chủ đề Thành Đông vươn tới ước mơ. Các tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, truyền thống của nhà trường do tập thể giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thành Đông, một số trường trung phổ thông và trường đại học đến từ New Zealand dàn dựng biểu diễn, thu hút đông đảo khán giả. Đặc biệt, có sự góp mặt của nam ca sĩ Đức Phúc đã làm chương trình đêm nhạc hội trở nên sôi động. Đêm nhạc hội Thành Đông vươn tới ước mơ nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Thành Đông, khai giảng năm học mới và chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong sáng nay 16 tháng 11, Trường Đại học Thành Đông tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025, kỷ niệm 15 năm thành lập trường và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.